Mến chào các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về Mỹ từ Pháp phần 1. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về Mỹ từ Pháp phần 2. Mỹ từ Pháp tạo ra những cảm xúc mạnh, những hiệu ứng độc đáo để có những bài thơ hay, những bài văn giàu tính nghệ thuật. Mỹ từ Pháp chính là một trong những nghệ thuật quan trọng nhất của lĩnh vực chữ nghĩa và là linh hồn của kỹ thuật chữ nghĩa. Mỹ từ Pháp hiện đại chia làm hai dạng, dạng liên tưởng và dạng quan hệ tổ hợp. Mỹ từ Pháp dạng liên tưởng có đặc điểm chung là dựa vào từ ngữ có hiện tượng chuyển nghĩa tạm thời. Liên tưởng ở đây là liên tưởng những nét tương đồng với nhau. Tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về bốn Mỹ từ Pháp so sánh, ẩn dụ, phúng dụ và hoán dụ. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm bốn Mỹ từ Pháp còn lại, đó là tượng trưng, thậm xưng, nhân hóa và vật hóa. Trước hết là Mỹ từ Pháp tượng trưng. Những ẩn dụ và hoán dụ được sử dụng nhiều lần, được mọi người thừa nhận và hiểu ngay là đang tiêu biểu cho một sự vật khác. Thí dụ, chim bồ câu thì tượng trưng cho hòa bình. Chim diều hâu chỉ sự hiếu chiến. Mặt trời chỉ người đáng kính như vua, tổng thống. Cây thông, cây tùng chỉ người quân tử. Thí dụ, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Cây thông tượng trưng cho người quân tử, chịu được giá rét, phong ba bão táp, dám đương đầu với khó khăn, hiểm nguy. Thí dụ khác, thương thay thân phận con rùa, lên đình đội hạc, lên chùa đội bia. Con rùa cõng hạc đội bia, tượng trưng cho sức chịu đựng, nhẫn nại của con người. Giá trị của Mỹ từ Pháp tượng trưng là tượng trưng là những ẩn dụ hay là hoán dụ có tính chất ước lệ mà xã hội công nhận, nghĩa là nó phần nào đã được cố định hóa. Tiếp theo, chúng ta có Mỹ từ Pháp thậm xưng. Thậm xưng là cường điệu, là nói quá lên. Các đặc trưng của sự vật, hiện tượng nhằm làm nổi bật ý nghĩa và bản chất của sự vật, của hiện tượng đó. Thí dụ, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Anh đi xuôi ngược tung hoành, bước dài như gió lay thành chuyển non. Mái chèo một chiếc xuồng con, mà sông nước dậy sóng cồn đại dương. Gặp nhau chưa kịp hỏi chào, nước mắt đã trào rơi xuống bằng. Nước mắt nóng thật đấy, nhưng làm sao nóng đến bỏng tay. Câu ca dao này diễn tả nỗi buồn tột cùng trào ra nước mắt. Cũng có thể là niềm vui dạt dào khi gặp lại nhau. Giá trị của Mỹ từ Pháp thậm xưng. Thậm xưng vừa có chức năng khắc sâu nhận thức, vừa có chức năng biểu cảm. Thậm xưng cũng được sử dụng trong thơ trữ tình, thơ châm ngôn, thơ trào phúng. Tiếp theo, ta có Mỹ từ Pháp nhân hóa. Nhân hóa là chuyển đổi ý nghĩa của từ ngữ chỉ thuộc tính người sang đối tượng không phải là người. Nhân hóa tạo cho những vật vô tri vô giác, những con vật có những cảm xúc, tình cảm như con người. Ngay cả những khái niệm trừu tượng cũng được nhân hóa.
Thí dụ, nhân hóa sự vật vô tri, vươn mình trong gió che đu, cây kham khổ vẫn hát ru lá cành. Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đợi đó gió đông về để lả lơi. Nhân hóa động vật, những chị cua càng giơ tay chào biển lúa. Hoặc lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay. Những lão trê nhảy võ bẹp đầu. Nhân hóa khái niệm trừu tượng. Chủ nghĩa hưởng thụ và khoái lạc khéo ru ngủ bao tầng lớp trẻ. Giá trị của Mỹ từ Pháp nhân hóa là nhân hóa giúp cho việc miêu tả sinh động hơn. Các cảnh vật thiên nhiên hay động vật được nhân hóa trở nên thân thiết và gần gũi với con người hơn. Nhân hóa biểu lộ tình cảm của con người. Cuối cùng là vật hóa. Trong văn châm biếm đùa vui, người ta cũng dùng vật hóa để lấy người chuyển đổi thành những từ chỉ thuộc tính của vật. Thí dụ, gái chính chuyên lấy được 9 chồng, vo viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi. Ai ngờ quang đứt lọ rơi, bỏ ra lộm ngộm 9 nơi 9 chồng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về Mỹ từ Pháp theo dạng liên tưởng. Đó là tượng trưng, thậm xưng, nhân hóa và vật hóa. Sau đây chúng ta bước sang phần thực hành. Trong phần thực hành hôm nay, tôi sẽ đưa ra các câu được viết dưới dạng Mỹ từ Pháp. Phần các bạn hãy xác định xem đó là Mỹ từ Pháp gì. Câu số 1. Hoa lá trong đêm chiều e lệ, giờ đây bừng dậy đón sao mai. Năm canh tình Chúa thầm kể lể, sáu khắc tung hô bóng mặt trời. Bốn câu thơ này trong Thánh Thi Kinh Sáng sử dụng phương pháp Mỹ từ Pháp nhân hóa. Câu số 2. Người tình ta để trên cơi, nắp vàng đậy lại để trên giường nằm. Đêm qua 3-4 lần mơ, chiêm bao thì thấy, dậy sờ thì không. Những câu ca dao này sử dụng Mỹ từ Pháp vật hóa. Người tình để trên cơi. Câu số 3. Bác run đào đất suốt ngày, hôm qua chết dưới bóng cây sau nhà. Hai câu thơ này Trần Đăng Khoa sử dụng Mỹ từ Pháp nhân hóa. Con rận bằng con ba ba, đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh. Hai câu ca dao này sử dụng Mỹ từ Pháp thâm xưng. Câu số 5. Châu ơi ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng, châu cày với ta. Câu ca dao này sử dụng Mỹ từ Pháp nhân hóa. Trò chuyện với con vật như với con người. Câu số 6. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Hai câu tục ngữ này đã sử dụng Mỹ từ Pháp thập xưng, nói quá. Câu số 7. Buồn trông con nhện răng tơ, nhện ơi nhện hỡi nhện chờ đợi ai. Buồn trông chênh chếch sao mai, sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ. Bài ca dao này đã sử dụng Mỹ từ Pháp nhân hóa. Câu số 8. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần
Bài ca dao này sử dụng mỹ từ pháp thậm xưng. Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Câu số 9. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cỏ con. Bài ca dao này sử dụng mỹ từ pháp tượng trưng. Con cò chính là hiện thân của những người nông dân, chất phác, siêng năng, cẩn mẫn. Bài ca dao con cò mà đi ăn đêm, mượn tiếng kêu thương của con cò khi lâm nạn để nói về con người lao động với phẩm chất vốn có của họ. Chết vinh còn hơn sống nhục. Cuối cùng là câu số 10. Lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho. Đêm nằm thì ngáy o o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Trên đầu những rác cùng rơm, chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu. Bài ca dao này đã sử dụng mỹ từ pháp thậm xưng. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về mỹ từ pháp phần 3. Mến chào tạm biệt các bạn.